Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt ở dưới ruộng và các bạn đang thấy thì ở đây có những cái cây hoa hồng đang phát triển ra nụ ra bông rất là nhiều. Và những cây hoa hồng này được trồng dưới đất. Những cái cây được trồng dưới đất thì nó sẽ có cái khả năng phát triển tốt, và cộng thời tiết mùa đông thế này thì cây hoa hồng nó sẽ ra hoa ra bông rất là sai và hoa đẹp như thế này. Ngày hôm nay mình sẽ quay qua cho tất cả các bạn cùng ngắm nhìn những cây hoa hồng được trồng dưới đất và nở hoa đẹp như thế nào. Trên mắt các bạn đang nhìn đây là những cây hoa hồng Catalina. Hiện tại thì cây đang ra rất là nhiều nụ và bông. Và cái form hoa thì bây giờ nở rất là tròn rồi. Và còn rất là nhiều những giống hoa khác mình sẽ quay cho tất cả các bạn cùng ngắm nhìn trong video ngày hôm nay nhé. Các bạn nào xem mà thấy hay thì các bạn hãy thả tim và chia sẻ video của mình nhé. Đây là những bông hoa hồng White Cellar. Các bạn thấy không ạ? Những cái giống hoa này thì mình đều có cành chiết. Còn đây là những cái cây mà người ta trồng dưới ruộng. Người ta có thể ghép, lấy mắt để ghép những cái cây dễ trần. Thì những cây dễ trần thì giá thành nó rẻ hơn, và mình chủ yếu là mình làm cây chiết thôi. Còn bạn nào mà muốn mua cái cây dễ trần để làm công trình ấy thì các bạn nhắn tin sao cho mình nhá. Mình chỉ bán sỉ thôi, còn bạn nào mà mua lẻ thì mình không bán lẻ cái cây dễ trần này đâu. Còn những cái cây này thì mình đều có cành chiết nhá, tất cả các bạn có thể sưu tầm. Thì các bạn thấy không ạ, cái giống White Cellar này thì cái form hoa về mùa đông nó cụp rất là tròn và bông rất là to. Điểm khác nữa là giống này nó rất là sai hoa. Một cái cây các bạn trồng nó sum sum tán một chút ấy, thì nó sẽ cho ra rất là nhiều hoa, nó không giống như các giống khác ra đơn cành. Còn giống này thì nó sẽ ra rất là nhiều bông trên một cái cây, một cái cành đó. Thì các bạn có thể trồng thành một cái cây sum tán rất là nhanh. Các bạn thấy không ạ? Cái màu sắc của cái giống hoa này rất là đẹp, tươi thắm, và cái form hoa rất là đẹp trong cái thời điểm mà lạnh mùa đông như thế này. Thì tất cả các bạn muốn sưu tầm giống thì cũng có thể nhắn tin sang cho mình nhé. Rất là thơm. White Cellar nở rất là nhiều hoa các bạn ạ. Đây, rất là nhiều hoa luôn, nụ rất là sai luôn ấy. Giống hoa này đáng trồng, rất là đáng trồng nhá. Còn đây là giống hoa hồng Beatrix các bạn này. Giống hoa hồng Beatrix thì hiện tại là hoa nó cụp rất là tròn. Đó các bạn thấy không? Và cái bông hoa nó rất là lớn. Nếu như một bông hoa mà nở hết cỡ nó sẽ được khoảng 10 cho đến 12 cm. Đây là một giống hoa hồng Beatrix. Giống này chuyên để cắt cành các bạn nhé. Một luống hoa Beatrix rất là đẹp luôn. Nó ra cả một chùm chứ. Đó các bạn thấy không ạ? Hoa hồng Beatrix. Hoa gì đố các bạn biết này. Nó nói vậy thôi chứ chắc chắn là nhiều bạn đã trồng và đã chơi cái giống hoa hồng này rồi. Nó là cherry pad. Thì đây là những cái cây này nó phát triển rất là khỏe. Mình thấy là cái sự ảnh hưởng của sâu bệnh rất là ít với giống này. Ví dụ như bỏ trĩ này thì không ảnh hưởng nhiều, hoa nó vẫn cứ nở và màu nó sẽ kém lên một chút thôi. Còn thời tiết mùa hè ấy, thì cây vẫn sinh trưởng phát triển rất là tốt. Và mùa này nó đã ra được hai màu này các bạn này. Ở phía bên trong ấy là nó là màu trắng này, bên ngoài nó là màu đỏ. Và những cây mà mới nở thì nó sẽ có màu hồng, đến gần tàn rồi thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Nói chung là giống này nó có rất nhiều sắc thái khác nhau. Và một cây thì nó ra được rất là nhiều bông các bạn. Một chùm nó có thể ra đến khoảng 3 đến 5 bông cơ. Đây là một cái bông cherry này. Nó đang có cái màu sắc nó rất là ảo diệu. Đó, một cây cherry rất là đẹp. Form rất là chuẩn. Giống hoa này nó rất là khỏe nên là các bạn chăm nó tương đối là dễ dàng. Đây là cái bó dễ trần này. Red Apple, hoa đẹp thế này mà phải bỏ đi. Tiếc thật đấy. Đây, dễ trần. Còn cành chiết nhà mình đây nhá, hôm nay có cắt rất là nhiều giống. Mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn cái danh sách giống ngày hôm nay nhá. Bó rất là đẹp luôn. Đây là giống hoa hồng Serrat này. Serrat, bó cành rất là đẹp. Dễ rất là đẹp luôn. Mình sẽ quay tất cả các giống để cho các bạn có thể lựa chọn qua trang fanpage của mình nhá. Đây là cành chiết mình cắt ngày hôm nay. Hôm nay có cắt là hơn 1.000 cành chiết các bạn nhá. Hơn 1.000 cành chiết, có rất là nhiều giống khác nhau. Thì tất cả các bạn muốn xem danh sách cụ thể thì nhắn tin cho mình hoặc là nhắn tin qua fanpage Chuẩn Rốt Garden cho mình nhé. Đấy, thì những cái giống hoa hồng rất là phổ biến như La Phong, Kellogg, KJ Pat thì ngày hôm nay đều có cả. Và một cái giống mà mình cũng vừa quay cho tất cả các bạn xem cái mặt hoa ấy là giống Winseller, thì hôm nay cũng có cắt.
Thì cái giống này bây giờ nhiều bạn cũng đang sưu tầm, thì các bạn nhanh tay nhắn tin qua cho mình để sưu tầm cái giống này nhá. Hôm nay mình cắt hơn 1.000 cành chiết và có cả rễ trần. Thì như mình đã chia sẻ rồi là rễ trần thì không bán lẻ các bạn nhá, mình có bán xỉ thôi. Ngày hôm nay thì mình có đào mấy trăm rễ trần ở phía bên này. Đây là cây rễ trần này. Thì mình không bán lẻ các bạn nhá. Đấy, bạn nào muốn sưu tầm cây rễ trần thì nhắn tin qua cho mình. Còn cái cành chiết này thì các bạn có thể sưu tầm lẻ 5-10 cành. Mình thường gửi từ 10 cành. Còn bạn nào mà không có điều kiện và không có chỗ trồng thì mua 5 cành nhá. Đây là cái bó cành chiết KJ này và Royal này. Đấy, các bạn thấy là cái rễ nó đã rất là già rồi. Những cành này về mình chỉ cần là ươm lại vào trong bầu đất ấy, là nó sẽ phát triển mầm lên sau khoảng 1 tuần nhá. Thì ngày hôm nay có rất là nhiều giống, mình không thể kể được hết tên. Đây, mình chỉ quay cho tất cả các bạn xem qua là cái bộ rễ của cái cành chiết nó như thế nào thôi. Đấy, đây là cái bó Efangat này. Đây là cái bó rễ Efangat đây. Đây các bạn nhìn này. Rễ rất là trắng. Bây giờ thì cái thời điểm này chiết cành nó rất là khỏe, cho nên là cây nào nó cũng sẽ ra rễ rất là đẹp. Đây là cây Kellogg này. Đấy, Kellogg. Rễ của nó đây các bạn nhé. Còn đây là hoa hồng tét, tét đỏ này. Hoa hồng tét đỏ đấy các bạn này. Còn đây là bó La Phong. Đây là bó La Phong. La Phong thì tầm này nó lên cái đầu ngọn nó rất là non. Đấy, cây nó rất là đẹp. Đây là cái cành chiết La Phong này. Đấy, cành chiết La Phong, rễ của nó đây các bạn nhé. Thường là rễ nó sẽ ra xung quanh, cho nên là mình chỉ quay được một vế thì các bạn sẽ không nhìn thấy hết được. Muốn nhìn thấy hết thì mình phải cởi ra và xoay bầu thì các bạn mới nhìn thấy hết nhé. Đây là Lady Candle này, bông Lady Candle này. Có rất nhiều giống mình chưa lọc ra hết các bạn nhé. Royal này, cái bông này nó bị dị dạng này, trong nó có một cái nhụy giống như kiểu đang lên mầm luôn này. Đấy, Leonardo da Vinci này, Leonardo da Vinci, Serrat này. Còn đây là bó Yvette Maiden này. Cái bông này nó bị bỏ trĩ các bạn ạ, nó không nở được này. Đấy, form nó cụp tròn. Bông này nó bị bỏ trĩ cho nên nó không nở được. Giống này rất là thơm, nó sẽ thu hút rất là nhiều bỏ trĩ. Thì các bạn muốn sưu tầm các cái cành chiết hoặc là bạn nào mua xỉ rễ trần nhá, để về cấy công trình ấy, thì nhắn tin qua cho mình nhá. Số Zalo 0383 658 289. Và bạn nào mà muốn sưu tầm cái cành chiết thì cũng nhắn tin qua cho mình qua fanpage hoặc là nhắn tin qua Zalo giúp mình nhá. Đấy các bạn thấy không? Hoa rất là đẹp.